Thông tin từ cơ quan chức năng thành phố Hồ Chí Minh ngày 27 tháng 3 cho biết đã tìm thấy hai người nhập cảnh trái phép cùng nhóm của bệnh nhân 2580 khi họ đang trú trong một khách sạn ở quận 1. Trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh cho biết trong nhóm 10 người nhập cảnh trái phép vào Phú Quốc, cơ quan chức năng thành phố xác định có 4 người đã tới thành phố Hồ Chí Minh là nữ bệnh nhân 2580 quê Vĩnh Long, một phụ nữ ở trọ tại quận Gò Chấp và hai người nam chưa rõ địa chỉ Đến sáng 27 tháng 3, lực lượng chức năng đã tìm được hai người nam nhập cảnh lậu đang trú tại một khách sạn ở quận Nhất. Như vậy đến nay, thành phố Hồ Chí Minh đã tìm được toàn bộ 4 người nhập cảnh trái phép. Ngoài bệnh nhân 2580 đã được xác định, ba người còn lại hiện có kết quả xét nghiệm âm tính. Các trường hợp tiếp xúc gần F1 của cả 4 người hiện tại đều âm tính. 86 trường hợp F2 của bệnh nhân 2580 cũng âm tính. Hiện thành phố đang tiếp tục tìm kiếm hai tài xế từng chở bệnh nhân 2580.